Đội Việt Nam quan sát xe tăng T-90MS tại AMI 2020. Trong khuôn khổ triển lãm AMI 2020 diễn ra từ 23 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, đoàn quân sự Việt Nam đã tham quan nhiều loại vũ khí, trong đó có tăng T-90MS. Đồng thời với giải đấu AMI Games 2020, triển lãm AMI 2020 cũng vừa diễn ra tại các thao trường huấn luyện quân sự của Nga và 4 nước SNG khác. Tổng diện tích của khu triển lãm là 320.000m2, nhiều hơn 60.000m2 so với năm 2019. Cũng như những lần được tổ chức trước đó, loạt vũ khí mới cũng được ưu tiên giới thiệu trong AMI 2020, trong đó có hệ thống Antei 4000, hệ thống Buk M3, xe bọc thép, pháo phòng không, tiêm kích Su-57, phiên bản mới xe tăng T-90MS cùng hàng loạt vũ khí khác. Theo hình ảnh được công bố, đoàn sĩ quan của quân đội Việt Nam đã quan sát khá kỹ cỗ tăng T-90MS được trưng bày. Được biết, hồi cuối năm 2019, hãng Sputnik đã đăng tải thông tin cho biết có thể Việt Nam sẽ tiếp tục mua thêm số lượng lớn tăng T-90MS sau khi đã được tiếp nhận lô T-90S và T-90SK theo hợp đồng được ký kết trước đó. Thông tấn Nga cho rằng quyết định hoàn toàn tùy thuộc Việt Nam, vì Nga hoàn toàn không có trở ngại nào trong việc bán thêm loại vũ khí hiện đại này cho khách hàng truyền thống ở Đông Nam Á của mình. Tại thời điểm đó, hãng Sputnik còn cho biết nhiều khả năng trong năm 2020, Việt Nam sẽ bắt đầu đàm phán với Nga về việc mua các tổ hợp trực thăng tấn công vận tải Mi-35. T-90MS là phiên bản xuất khẩu của tăng T-90M và được coi là bản mạnh nhất của xe tăng chủ lực T-90 mà nước ngoài có thể mua được từ Nga. Ở phiên bản này, một vài thay đổi mang tính cách mạng đã xuất hiện trên xe tăng T-90MS. Khác biệt dễ nhận thấy nhất của T-90MS so với các phiên bản trước đó là hệ thống đèn gây nhiễu đã được bỏ đi, mặc dù hệ thống phòng vệ Stora vẫn tiếp tục được sử dụng. Giới quân sự cho rằng hệ thống đèn gây nhiễu trước đây trên T-90 chỉ có tác dụng với tên lửa chống tăng đời cũ và không hiệu quả trước các loại tên lửa bắn và quên đời mới nên đã bị lược bỏ. Đặc biệt, giáp ở cạnh tháp pháo đã được tăng cường. Trước đây khu vực này là nơi đặt thùng đạn bên ngoài của T-90 và không được trang bị giáp phản ứng nổ. Ngoài ra, một số hệ thống điện tử bên trong xe cũng đã được thay đổi để tối ưu khả năng chiến đấu cho phiên bản T-90MS này. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.